Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Tỉnh Audio. Video buổi tối ngày hôm nay là ngày mùng 10 tháng 3 thì cửa hàng Xuân Tỉnh lại tiếp tục về được một cái bộ âm thanh bã nhật rất là chất lượng, là một cặp loa cổ Watt 40 và một chiếc âm ly đài của hãng Pioneer cũng khá là hiếm. Còn ở phía bên trên này thì Xuân Tỉnh xin phép bán xả hai cặp loa Onkyo. Thì nó hơi xấu một chút thì sẽ bán giá rất là mềm cho các bác. Nếu như các bác nào mà không quá quan trọng về hình thức mà chỉ cần chất âm cũng như dòng này thì nó chơi được đa năng, nghe nhạc và hát karaoke gia đình, thì đây là những cặp loa rất là chất lượng. Hình thức thì nó cũng khá là đẹp, không phải là xấu, mà ở Xuân Tỉnh thì hàng về nhiều cho nên là quyết định sẽ bán giá mềm nhất có thể để các bác có những cặp loa chất lượng. Hai cặp loa này là hai cặp loa của hãng Onkyo, căng cước còn đầy đủ, rất là đẹp. Một cặp là Onkyo D77RX, đều là Watt 30. Cặp bên này là cặp Onkyo D77FX. Dòng này thì sử dụng là đều Watt 30, củ kiềng xương đúc chung 16. Cặp D77FX này thì nó sử dụng là tép còi. Đấy, còn cặp D77RX thì nó là sử dụng là tép đôm. Cặp D77RX thì lỗ thông hơi ở phía trước, còn cặp FX thì lỗ thông hơi ở phía đằng sau. Đây, sau đây sẽ quay chi tiết cho các bác từng cặp một. Kích thước của hai cặp loa này thì nó đều tương đương giống nhau, đều có chiều cao là 68, chiều ngang 37 và chiều sâu là 34. Đây là tổng quan cặp Onkyo D77RX. Đấy, cặp này nó chỉ xấu một chút xíu, đó là cái đề càn nó có bong một tí ở bên cạnh trên. Thì gia đình đã xử lý sơ qua rồi, còn tổng quan thì nó là xuất sắc. Cặp này vừa nghe nhạc vừa hát hò karaoke gia đình khá là tốt. Lỗ tông hồi phía trước trở kháng của loa là 6 ohm. Công suất của cặp này là 150W. Loa 3 đường tiếng và 3 phân tần riêng biệt, củ 500 kép 2 tầng, gân mút màng giấy. Đấy, căng cước đẹp. Còn cặp D77FX thì nó cũng sử dụng là Watt 30, đều là gân mút, nhưng dòng này chính là gân mút bằng carbon, một chung 16 và một tép còi. Này thì nó có lỗ thông hơi phía đằng sau, kích thước cũng đều có chiều cao là 68, chiều ngang 37 và chiều sâu là 34. Đấy, đây là hình thức trước mặt. Tổng quan loa thì đã test đều hoạt động tốt mà còn nguyên zin. Ngoài cái gân đã phải thay vì tất cả những loa này thì gân nào cũng mục. Ở phía đằng sau thì đều còn rất là đẹp. Đây là cặp Onkyo RX. Đây, quay thật chi tiết cho các bác nha. Những dòng này nó sản xuất cái cạnh thùng nó rất là mảnh, và những cạnh thùng mà nó được góc cạnh như này là còn rất là đẹp luôn. Loa thiết kế bên trái bên phải. Các bác nghe nhạc và hát hò karaoke gia đình khá là tốt. Còn cặp này là cặp FX, lỗ tông hơi phía đằng sau. Loa này thì đều rất là nặng, con nào cũng nặng gần 30 cân một thùng. Dòng này thì các bác phối ghép tốt với những dòng Pioneer 8800 mắc đôi, 8900 mắc đôi, 7800 nếu như các bác nghe nhạc. Còn nếu như các bác muốn hát karaoke thì đòi hỏi công suất khỏe một chút thì các bác ghép với những dòng sân xui như 657, 657X, 757, 957 để đánh những cặp này rất là chất lượng. Xuất đỉnh bán đồng giá cho các bác 8 triệu một cặp D77FX và D77RX, đồng giá 8 triệu. Các bác mua cặp nào cũng được, vì đây là những cặp loa rất là khủng của Onkyo. Màu gỗ rất là sang trọng, loa chất còn nguyên zin và có chảy sức nhẹ một chút. Giá thành thì cứ bao cho các bác là rẻ nhất vịnh Bắc Bộ luôn, với mức giá là 8 triệu một cặp này. D77RX và D77FX đồng giá 8 triệu, căng cước đầy đủ và đẹp. Còn ở phía đằng sau này thì Xuân Tỉnh nay về được một cặp rất là khủng của hãng Sơn Xui. Đây là căng mắt cáo. Đây, căng nhất còn rất là chất lượng luôn nha. Đấy, tem mát căng cước đầy đủ. Dòng này là dòng Sơn Xui SP3000. Riêng dòng này thì cấu hình của loa là Watt 40 và cái màng giấy này là màng giấy zin, không hề sơn si gì cả. Loa rất là chất lượng, một chung 18, một tép còi, một siêu tép, hai siêu tép giấy và một siêu tép còi, một tép kẹt. Đấy,
một tép còi, một tép kèn và hai tép giấy, một chung 18 và một bát 40. Rốn của cái lá giấy nó hơi nhăn, nhà sư mình cũng bán rẻ cho các bác. Thực ra cái này nhiều các số khác mình có thể là dùng cái rốn khác dán cũng được, nhưng mà sư mình thì cứ bán mộc cho các bác luôn, thì nó cũng không đến mức độ là nát, mà đây nó chỉ hơi nhăn một chút xíu thôi. Căng mắt cáo rất đẹp. Camera cặp xuất xui SP3000, thùng gỗ đạm. Loa có chiều cao là 66, chiều ngang là 44 và chiều sâu của loa là 30. Góc cạnh thì còn rất là đẹp. Đây là thông số của loa. Chiều cao của loa trở kháng 8 ohm, công suất 80W margin Japan. 5 way 6 spec, tức là 5 đường tiếng và 6 loa trên một thùng. Đấy. Góc cạnh tổng quan thì cũng khá là ok so với cặp loa và tuổi đời của loa. Nói chung nó đều có chảy sức nhẹ. Nhưng những cặp loa này thì nó đều là những cặp loa chất lượng rồi. Các bác bày với những bộ băng cối, đĩa than, và các bác có thể bày với những cái chiếc âm ly đài cổ Xuân Xui hoặc âm ly đài của Pioneer, mang tính chất cổ kính cũng như trưng bày rất là chất lượng. Dòng này thì chuyên nghe nhạc vàng, nhạc trước năm 75, thì tiếng rất là hay. Xuân Đình đã bán cặp loa này với mức giá chỉ có 11.500, do cái rốn loa và tép hơi nhăn một tí thì sẽ bán thật mềm cho các bác. 11.500 cho cặp Xuân Xui cổ SP3000 bát 40. Chung 18, tép kèn, một tép còi và hai siêu tép giấy. Hình thức rất là đẹp. Đó, trưng bày những cặp loa thì rất là chất lượng. Quan trọng nhất vẫn là mức giá. Và tầm bát 40 của hãng Xuân Xui thì Xuân Đình nói thật bác, đây là cặp loa sẽ có giá mềm nhất. Vì dòng này cái cấu hình của loa thì rất là to, và so với những dòng Pioneer 77A thì nó sẽ chất lượng hơn rất là nhiều. Bát 40, giá thành là 11.500. Còn tiếp theo nữa thì Xuân Đình sẽ quay cho bác một chiếc âm ly của hãng Pioneer. Con này dòng Pioneer có model này SX2500. Đời này thì cũng khá là hiếm. Chạy 4 sọt sắt Toshiba chữ đỏ. Size của nó bề ngang là size 50. Về phần mặt tiền của chiếc âm ly này thì nó rất là đẹp. Hàng xuất châu Âu nên FM của nó full tần số 108, đa cấu điện, có điện 100 và 220V. Đây là dòng âm ly xuất âm tụ nên tiếng dòng này thì nó rất là mềm. Hiện tại thì Xuân Đình đang để điện 100. Các bác có nhu cầu thì Xuân Đình sẽ để điện 220 để các bác tránh cắm nhầm điện. Đây là cái vỏ gỗ. Vỏ nặng gỗ luôn, và đây là vỏ zin nhé. Size 50. Mặt tiền núm nút không có bị chảy xước một chút nào cả. Đài đóm thì Xuân Đình đã test đều hoạt động tốt. Dòng Pioneer thì nó có một cái đặc biệt nó hay hơn so với dòng Xuân Xui. Đó là khi các bác sử dụng những cái đường AUX thì các bác để ý kỹ, nó có đèn này. Thì cái phần đèn FM này nó vẫn sáng. Còn nếu như các bác sử dụng FM thì nó có thêm hai đèn nữa của FM. Đấy. Đấy. Size 50. Đài đóm thì đều bát tốt. Chứ không, chỉ có dịp hè tôi phải làm tăng cường đôn đốc đấy theo đúng quy định của pháp luật. Nói chung là đài đón dòng này thì rất là ok. Chú phép tôi và cô dừng ngã đôi xem mấy cây gỗ hôm qua hội chú vừa đãn thử. Nhiều khi các bác thay đổi gu bằng nghe nhạc thì các bác nghe đài cũng rất là chất lượng, đầy đủ các tính năng chỉnh bát chép, phím bật tắt nguồn, cầu loa AB và A cộng B, trở kháng từ 4 ohm. Đấy, có nào nốt các đường vào như tab 1, tab 2, AUX 1, AUX 2, 4 đường vào cho các bác sử dụng. Size của nó là size 50. Nội thất bên trong của chiếc âm ly thì nó cực kỳ là mới. Sassi vẫn gọi là 9 màu chứ không phải là 7 màu nữa. Tên nguồn này, rất đẹp. Sassi 7 màu, 9 màu, tùy theo các bác gọi. Chạy 4 sọt sắt Toshiba chữ đỏ. Đấy. Công suất của dòng này thì khá là lớn. Để thông số của chiếc âm ly này, đa cầu điện này, công suất là 360W này, 430V A. Đấy. Nói chung là các bác ghép tốt những dòng loa Nhật bát 30, 40, những dòng loa cổ để các bác sử dụng. Đây là các cái đường vào.
tổng quan chiếc âm ly thì nó rất là đẹp, thì các bác có thể nhìn thấy rõ luôn về thông số của chiếc âm ly. Rất là nhiều cổng vào và cũng có đường pre input cho các bác nằm dè bao. Phía bên trên này là nắp anten, dưới đây là cầu loa AB trở kháng từ 4 ohm đang để điện 100. Đấy, các bác có nhu cầu lên điện 220 thì Xuân Đình sẽ quay 220 cho các bác về dùng. Sắt xi 9 màu luôn nha, cực đẹp. Chiếc âm ly này thì Xuân Đình đang bán mức giá là 8,5 triệu, chạy 4 sổ sắt Toshiba chữ đỏ, suất âm tụ, hình thức máy đẹp đen ke, đài đón đều quá tốt, giá thành thì mềm mại. Và như vậy thì Xuân Đình vừa giới thiệu chi tiết cho các bác về 4 sản phẩm. Các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cũng như quý mến cửa hàng Xuân Đình thì cứ alo cho Xuân Đình theo số điện thoại trên bài là 0395727582, cũng như địa chỉ mua hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Xin cảm ơn các bác và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.